mình chủ định đến đây xem hàng mã. Mình thấy đáng yêu hơn trên ảnh rất nhiều. Thấy ngắm một mắt thường thì đáng yêu hơn. Hôm nay con tới đây chơi và con thấy một em hà mã con rất là đáng yêu và rất là béo. Nó léo đéo theo mẹ. Mẹ là đi đâu thì nó đi theo đấy. Chào đời ngày 23 tháng 7, hoàn toàn tự nhiên dưới nước, với cân nặng khoảng 25kg. Nay gần 4 tháng, bố mẹ hoàn toàn, chú hà mã con này đã nặng gần 90kg. Hà mã chuyên bú mẹ dưới nước, cái đấy là cái điều đặc biệt nhất. Đó là hàng ngày chúng tôi phải thao bể, tát bể sạch sẽ để đảm bảo cái vệ sinh, không bị các cái vi sinh vật khuẩn vào trong cơ thể đối với hà mã con. Tôi thấy ngạc nhiên cái sự khéo léo của con hà mã mẹ. Đấy, khi con đi lên đi xuống, chúng che chở, có một cái hiện tượng gì đó, chúng bảo vệ con cũng rất sát sao. Hà mã mẹ mang thai tự nhiên ở vườn Bách Thú Đại Nam, Bình Dương, được chuyển về vườn thú Hà Nội từ tháng 12 năm ngoái. Đến tháng 7 năm nay thì sinh con. Hà mã mẹ được tăng thêm một bữa ăn và lượng thức ăn mỗi bữa tăng lên gấp rưỡi. Mẹ hà mã còn được bổ sung thêm canxi, vitamin để có đủ sữa và chất lượng sữa tốt nhất chăm sóc hà mã con. Các bác sĩ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y trực tiếp theo dõi, giám sát, chăm sóc hà mã 24/7, cập nhật, ghi chép, theo dõi về sức khỏe, tình trạng để sau này cũng là một tài liệu hết sức quý báu để phục vụ cho công tác chuyên môn cũng như là phục vụ cho các đề tài nghiên cứu. Hiện ở vườn thú Hà Nội có 3 hà mã cái trưởng thành và chú hà mã con chưa có tên chính thức. Thời gian tới, vườn thú sẽ tổ chức cuộc thi đặt tên cho hà mã con nhằm lan tỏa tình yêu động vật, thiên nhiên, môi trường và sự bảo tồn đa dạng sinh học.